Cất. Cất. Bè ngoài luôn anh em ơi. Quá đẹp. Bè ngoài luôn anh em. Trời ơi. Hà giật bè ngoài nghe, gãy cánh. Chạy đâu. Rồi, hello anh em đến với video đi săn tiếp theo của Hữu Pháp nha anh em. Thì hôm nay mình đi săn với mấy đứa em ở gần nhà nha. Thì em đây làm tắn nha anh em. Hello anh em nha. Này là đứa em của em tên gì? Tên Lộc. Hai đứa em tên Lộc chứ hả? Dạ. Này hai đứa em thì cũng mới vô chơi không anh em ơi. Thì hôm nay Hữu Pháp sẽ không có bắn nha anh em. Thì Hữu Pháp sẽ quay cho em tắn với mấy đứa em bắn nha. Thì mình giờ đi lụm chim thôi anh em ơi. Thì hiện tại thì sắp đi quay nhưng mà trời nó đang lăn ông đệ mưa anh em ơi. Thì đợi tạnh mưa xong thì săn sẽ có nhiều hàng hơn, bìm bẹp đồ với cu được cũng ra phơi lông nha. Thì Hữu Pháp có đem cái mẫu ná HB theo nhưng mà không có bắn nha anh em, không có đam nha. Thì hôm nay cũng tầm khoảng hơn 10 bữa rồi Hữu Pháp mới đi làm clip lên anh em. Thì Hữu Pháp sẽ quay cho anh em bắn test thử thun nha. Nên em tắng thì bắn với thun vô hai tặc của anh Đảm nha anh em. Này vô hai tặc 065. Rồi mấy anh em mình uống nước xong rồi xíu sẽ đi săn nha anh em. Đây một ná HB của Pháp nè. Không mà đam nha. Rồi vậy nha anh em. Xíu rồi mấy anh em mình sẽ hết trời chuyển mưa thì sẽ đi săn nha. Rồi anh em theo dõi hành trình video đi săn hôm nay của Pháp nha. Chúng mình sắp rồi. Qua cái cổng bên kia. Ông đi em ơi. Hay quá em ơi, trời ơi. Hay quá em ơi, trời ơi, trúng cái đít nữa rồi. Hay quá em ơi. Hay quá em ơi. Quá đẹp. Cái gì? Con lại đá gì vậy? Ê con chết kìa, con rớt kìa. Ừ. Hay đi lụm cho. Rất cung anh em. Hai con luôn vậy? Ui. Đúng rồi, phát, nhê cái cọ cái cuốn. Tịt mới được. Cuốn này nó dài quá. Còn lép hay gì? Rớt cái mẹ. Rớt cái mẹ. Mày dốt luôn anh em ơi. Gì vậy? Màu trắng đậu cái gỗ mới chịu à. Cái gì trời? Đậu này đậu gỗ mấy á. Quá em. Đậu mày giữa gỗ mới chứ đâu rồi, cuối ruộng. Giữa ruộng. Mãi thôi mà còn yếu. Mãi anh em nha anh em, lắng. À không em? Nó chua thì thôi đi ha. Tiếp rồi, tiếp. Tiếp tục anh em ơi. Đựng trái anh em. Bắn bao ống viên mới đựng trái. Rồi anh em ơi.
bước ra ngoài bắn đi. Bước ra ngoài bắn kia đi. Bắn này khó chết lắm nha. Trời ơi, ông bi thấy không? Khó chết lắm nha. Trời ơi, ông bi thấy không? Anh nói gọn gì? Kìa bước ra ngoài cái điểm nó yếu nó ngon hơn. Bắn ngay cái ức nữa mà. Ba chỗ nó té sàn. Đúng rồi. Anh ống em rồi. Ông bi anh em ơi. Lòng ra. Quá uổng luôn. Thì phong pháp sẽ vô đây bắn giặc nha anh em. Thì hôm nay mấy anh em mình đi nãy trễ quá anh em ơi. Nãy mưa xong là tầm khoảng 3 giờ. Mấy anh em mình đi vòng vòng mà nãy giờ không có thấy chim gì hết. Bắn được mấy con cu mini với ông bi cu cơm với mấy con kia anh em. Giờ mấy anh em mình vô đây kiếm giặc nha. Ô có xe của ai ta. Đây nha anh em, thì em Đạt bắn được con giặc nha, rồi bắn được con cò xanh luôn anh em. Cò xanh chà bá luôn. Mời anh em con bưởi nha. Ăn trái mè nãy giờ nó hơi găng. Ăn con bưởi vô anh. Bưởi này ngọt. Ổi nè. Mà đến bé bỏ cặp rồi ổi hư thôi. Không quá không? Cho nhìn dừng dừa nó nhát à. Em đi ngoài nãy gặp hàng khủng bắn được. Phức cây quá. Ngoài nãy con gì? Về cái gì? Nó có con điên điển nè. Trong kia hả? Hai con. Vô cái nhát quá. Phải phức. Không phức cây à, em đứng ngoài bắn xa vô luôn à. Phức cây quá. Lùi dừa tới rồi bà kìa. Bắn cũng bị ôm điện điện nè, bắn cho mình cũng như không. Bắn nó phải gãy cổ người đầu. Giống người nguyên cứ ha, ơi ớn rồi. Còn đơn cái máy nè, cái gửi cái sáu. Đưa ớt trồng do á. Như mặn gà luôn. Đưa ớt như gà nồi. Cặp, con bự con nhỏ. Mà anh em ơi,